À, thì đội sao Kim thì muốn là cái người đẹp phải xuất hiện đầu tiên. Giống như Ngọc trên này biết. Ôi, chị Nhi, người đẹp phải xuất hiện đầu rồi, tiên. Rồi, em cứ vậy không rồi. Cứ vậy hoài, người ta nói thì khóc. Rồi, ta ném đá. Dạ. Không được ảo tưởng nữa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Sao Quả Sao Kim. Và mọi người ơi, cái dòng này được mang tên là chung sức. Chung sức có nghĩa là sao? Chung sức có nghĩa là chúng ta sẽ đồng tâm hợp lực lợi, chung sức để làm một cái chương trình thật vui và ý nghĩa. Yeah. Mọi người ơi, ở trên bàn tình LED sẽ có 4 câu hỏi. Và 4 câu hỏi đã được khảo sát 100 người đàn ông và 100 người phụ nữ. Nhiệm vụ của hai đội chơi là cử một thành viên ra trả lời. Nếu như ai trả lời cái câu hỏi mà đúng với những đáp án khảo sát ở của những người nam và những người nữ thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Dạ xong rồi đó, MC hơi loạn chọn xíu nhưng mà dễ thương. Mọi người ơi, lên đi nào. À, tự nói dễ thương vậy luôn, thôi. Ai nói dễ thương đâu trời. Dạ không biết đội sao Kim ai sẽ lên ạ? À? À thì đội sao Kim thì muốn là cái người đẹp phải xuất hiện đầu tiên. Giống như Ngọc trên này biết. Ôi, chị Nhi, người đẹp phải xuất hiện đầu rồi, tiên. Rồi, cứ vậy không rồi. Cứ vậy hoài, người ta nói thì khóc. Rồi, ta ném đá. Dạ. Không được ảo tưởng nữa. Hãy đi, đề cử là Minh Hằng. Yeah, yeah. Minh Hằng thì quá xinh đẹp rồi. Nếu mà cử thêm một người xinh đẹp nữa thì mình phải để dành lại, em hiểu không? Anh nghĩ là cử một người có kinh nghiệm như anh là Châu Gia Kiệt. Wow. Cố lên anh. Anh làm gì anh ngại anh Kiệt? Anh nghĩ là anh để em trước chứ. Không, em là người đàn ông có kinh nghiệm nhiều, em mới trước chứ. Anh phải lên. Anh ơi, không có nhường nha anh, có nghĩa là vừa đọc câu hỏi là bấm chuông liền, vừa mới nói câu hỏi là anh phải rồi, bấm chuông liền. Rồi câu hỏi sẽ được phép bắt đầu à? Bắt đầu. Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Rồi, trời ok, vô. Không có nhường mà. Những lý do khiến phụ nữ quyết định giảm cân hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Trời quá dễ luôn. Ai chà. Nói đẹp không? À, thiếu tự tin hả? Đúng rồi. Thiếu tự tin, đúng rồi, thiếu tự tin chứ. Cũng là một trong những lý do. Hay là muốn giữ trái tim của đàn ông? À, tức là đến một cái độ tuổi thì nó tự nhiên nó sẽ ảnh hưởng thì mình cũng cần phải nhưng mà cái đó là tới một lứa tuổi nào đó thôi, còn nhiều mà thiếu tự tin thì nó sẽ nhiều hơn á. Thiếu tự tin gì là chắc chắn nhiều, muốn mình đẹp hơn thì muốn mình tự tin hơn. Ừ, muốn mình tự tin hơn thì công việc cũng cần tự tin, tình cảm cũng phải cần tự tin mà. Ừ, rồi thiếu tự tin ha. Thiếu tự tin đi chị. Thiếu tự tin. Muốn mình đẹp hơn. À, thiếu tự tin. Thì muốn mình tự tin hơn. Hay là muốn giữ trái tim của đàn ông. Hoặc là vì công việc. Ổng cười không, ổng lên ổng cười không luôn. Mình là mình thua luôn. Về tập tennis anh ơi. Thì xung quanh của Harry là cũng rất là nhiều người muốn tự tin hơn. Tại vì thời gian cấp 1, cấp 2, cấp 3 nó có nhiều người kiểu như là trời ơi, mình cảm thấy mình xấu, mình không thấy bị bạn bè chọc ghẹo. Bạn bè chọc ghẹo hoài là lớn tuổi cái là mình sẽ làm liền. Là đúng tuổi người lớn cái là nhiều người rất là làm. Đúng rồi, hồi xưa lúc qua anh nhớ hồi xưa lúc mà anh ốm là anh bị bạn bè gọi chọc ghẹo dữ lắm. Cho nên lúc anh lớn anh phải mập lên. Không, nhưng mà em nói thiệt nha, anh mập lên anh đẹp trai hơn rất nhiều. Đúng rồi, cái hình cũ của anh á. Hình cũ anh bị ốm yếu. Mọi người có thể lấy cận tôi được không ạ? Cảm ơn anh Bảy nhiều nha anh Bảy. Thôi tình trong mãi tình. Và xin mời ô số 3. Công việc hả? Đó, hay chưa công việc? Wow. Đó, câu chuyện của Lâm á. Vâng, để coi có stress không nha. Muốn thoát thế. Hợp lý luôn nha. Số 5. Sửa theo phong thủy có luôn. Tôi đang định nói luôn á. Có luôn. Mà có nhiều người á, sửa một cái gì đó trên cơ thể là tự nhiên thay đổi cái vận mệnh một cách rõ ràng luôn. Ê, nhưng mà nhất vậy là cái mũi nha.
Bên Việt Nam thì người ta sửa là sửa theo phong thủy rất nhiều. Em thấy Việt Nam thì người ta rất là nhiều. Người ta nói là cái gì mũi là cái gì, làm mũi là tình yêu cũng tốt, rồi công việc cũng tốt gì đó, nói vậy. Vậy thì ngoài mũi thì có gì phong thủy nữa không? Nhiều lắm em. Trên cơ thể mới là phong thủy hết nha em. Ồ. Mà quan trọng nữa là cái nết, mình mà sửa được cái nết là phong thủy. Nơi, bây giờ còn ai nữa không? Còn anh lên đi, trụ chị Hằng dữ quá. Idol của em mà, em cứ mỗi lần mẹ nói chị Hằng dữ quá là em sợ lắm. Trời ơi, tính nặng quá à. Chưa mà chưa nói gì mà anh tên Lộc mới nói dưới câu hỏi cái anh cười rồi. Quay qua nhìn kìa, nhìn mặt anh đi. Sao vậy? Cứ làm cái này chi vậy? Cái này chi vậy? Mỗi lần cái chi lắm, mỗi lần nào chi ham chi ham. Ủa, ghen quá hả? Ghen ghê á. Nhận lý do, nhận lý do giảm cân thất bại của phụ nữ là gì? Em biết. Biết thì nói đi. Không, không, bớt ngu lại đi. Lý do giảm cân thất bại của phụ nữ là gì? Không có động lực hả? Không đủ quyết tâm. Không có quyết tâm, không có động lực. Không, chị nghĩ không có động lực. Bị cám dỗ bởi bạn bè. Hoặc là con người yêu. Bị rủ rê ăn uống đó. Tâm hồn ăn uống. Rồi đó, mấy cái đó. Lý do cuối cùng là không đủ quyết tâm. Không đủ quyết tâm. Số 4 ây da, số 3 luôn thì tức thiệt chứ. Lý do mà phụ nữ giảm cân thất bại là uống lộn thuốc giả. Rất mua thuốc giảm cân giả uống. Mua lộn, mua tràn lan trên mạng. Đúng. Uống giả, uống càng mập. Bởi vậy. Nhưng mà có nhiều người người ta không đâu có uống thuốc giảm cân đâu. Anh nghĩ lý do mà phụ nữ giảm cân không được là có bầu thôi. Ừ. Đúng luôn. Có bầu sao giảm em? Có bầu là phải ăn cho mập lên nha. Có bầu. Đáp án chốt không? Có bầu à. Có bầu à. Uống nhanh vậy. Uống nhanh vậy. Nhanh vậy. Vậy thì cũng thua rồi đó. Nhưng mà thật sự thì Harry nghĩ là cái này phải có đáp án là có người yêu. Tại vì bình thường phụ nữ đẹp cỡ nào nha, em thấy có người yêu cái làm ai cũng mập lên hết. Đâu có đâu. Giống như em nói vậy đó. Tại vì yêu khi mà em thèm món nào đó, xong rồi em ăn một hai miếng thôi, còn chồng em ăn mà. Cái đó thì sau khi mình hết mình đỡ yêu nồng nàn. Stress cũng mập anh. Stress. Quên. Đúng rồi, stress. Stress ăn nhiều lắm, căng thẳng lắm, mình ăn nhiều dạ lắm. Dạ đúng rồi. Chia tay người yêu cũng ăn nữa. Chia tay người yêu. Cho em sửa là stress à. Em ai kêu em sửa? Ha, không được. Không. Và bây giờ mình sẽ mở ô số 1. Stress. Chủ quan cho rằng mình không mập. Số 2 à. Lười biếng không tuyển không kỷ luật. Trời ơi, nghe lời anh là được. Thấy vô giờ nào nãy nói chuyện chịu. Và xin mời ô số 4. Số 4 ạ. Không có bạn không bè, không có động lực giảm cân. Và xin mời ô cuối cùng. Chồng bạn trai không muốn. Thua rồi, anh Lực. Cố lên anh. Đem vinh quang cho đội mà nha anh. Ủa mình thua hoài vậy hả? Thua hoài vậy đó. Một mình cái này có gọi là truyền thống của đội sao quả không? Không em, sao quả chơi này lúc nào không thắng nha em. Vậy hả? Câu hỏi là trời ơi. Ủa, vậy là của chị nha. Trời con mắt, anh có biết đây là ai không? Anh gian trời phạt. Đâu có, anh là gì, anh chỉ là gì thôi, vậy đó. Vậy đó anh ăn gian đó. Thì đó, đi về đi đó. Ủa, bắt thiệt chưa mà. Ủa, chưa hả? Hậu phẫu thuật thẩm mỹ, phụ nữ thường trải qua những cảm xúc gì? Hậu phẫu thuật mấy thẩm mỹ. Mấy con này đàn ông mình sao biết? Đúng rồi. Hoang mang, lo lắng. Tại vì không biết có đẹp hay không. Không biết có đẹp hay không. Đúng rồi, hoang mang, lo lắng. Đau đớn. Có nhiều người hối hận nha. Em, là anh nghĩ là nếu như xấu mới hối hận. Thì đúng cũng rồi, có nhiều người phụ nữ họ làm đẹp họ vẫn hối hận nha.
thực sự luôn. Có một vài người họ không có thích ứng được với những cái mới ở trên cơ thể họ. Rồi câu trả lời của em là gì? Em là hoang mang. Hoang mang. Vậy thì tôi chọn hoang mang. Hoang mang. Hoang mang là thua mình chắc. Hoang mang lo lắng, tại vì không biết có đẹp hay không. Có nhiều người hối hận nha. Hoang mang là thua mình chắc. Được không? Nó lâu quá luôn á. Không bên có này luôn là hồi hộp nè. Bên mình là tẹt tẹt liền không à. Bên tôi mà thua một cái là tẹt tẹt vô mặt liền. Đỏ hay buồn. Đỏ hay buồn. Sau phẫu thuật thì sao anh à? Từ từ hỏi người đàn ông chững chạc. Sau phẫu thuật là thấy đau là trước mắt rồi. Thấy đau. Hết thuốc mê, thuốc cô tê là chắc chắn là phải đau. Em thì nghĩ là sẽ thỏa mãn. Tại vì giống như là mình đã xong được cái mà mình quyết tâm làm. Rồi 2 tháng 1. Thỏa mãn tự tin. Thỏa mãn tự tin. Ủa em thỏa mãn là sao cưng? Thỏa mãn là mình sướng anh. Cảm giác mình đúng sướng. Rồi, sướng. Ủa phẫu thuật chứ đâu phải là cái gì đâu mà sướng với lại thỏa mãn. Phẫu thuật xong rồi là mình sẽ có, sẽ đẹp lên, mình sẽ sướng bản thân mình đúng không anh? Đúng anh rồi, ơi em. Một là thỏa mãn, hai là tự tin nha anh. Tự không tin có gom vậy được nha anh ơi. Tự tin sướng. Tự tin sướng. Số 5 cũng thắng nữa, số 5 tôi cũng thắng nữa. Em thua rồi Hằng à? À em thua rồi hả? Em không có cơ hội đứng với anh nữa. Bây giờ xin mời mở ô số 1. Chưa hài lòng, muốn phẫu thuật tiếp. À. Có nha. À. Trong nghề mình nhiều lắm. Làm xong mà thấy xấu cái chỉnh đó. Rồi xin mời ô số 3. Sụp đổ vì quá xấu. Có nha. Hối hận. Số 4. Buồn vì người thân không nhận ra cái tức này. Làm tự nhiên tới mức độ mà người thân không nhận ra. Không phải, có nghĩa là mình thay đổi cái gương mặt mình luôn á, người thân không nhận ra. Ủa vậy anh nghĩ vậy hả? Chứ làm tự nhiên tới mức độ người thân không nhận ra là sao? Đã làm tự nhiên. Làm tự nhiên rồi người thân mới nhận ra chứ. Và xin mời ô cuối cùng. Tiếc tiền. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm.